Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy sẽ dạy bài số 4, hai mặt phẳng vuông góc. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc và dùng định nghĩa chứng minh hai mặt phẳng vuông góc. Hôm nay ta học tiếp mục 2 lớn, hai mặt phẳng vuông góc. Mục 1 nhỏ, định nghĩa 2, tức là định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc. Thầy sẽ vẽ hình như sau. Thầy vẽ hai mặt phẳng alpha và beta. Như hôm trước chúng ta biết, góc giữa hai mặt phẳng alpha và beta là góc giữa hai đường thẳng A và B lần lượt vuông góc với alpha và beta. Thầy vẽ đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng alpha, đường thẳng B vuông góc với mặt phẳng beta. Góc giữa hai mặt phẳng alpha và beta là góc giữa hai đường thẳng A và B. Nếu hai đường thẳng A và B vuông góc thì ta nói hai mặt phẳng alpha và beta vuông góc với nhau. Thầy thay đổi cả A và B ở trong không gian để các em thấy. Ta nhìn nghiêng, ta thấy hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Hình ảnh của hai mặt phẳng vuông góc với nhau giống như nền nhà và tường nhà vậy. Như vậy bây giờ chúng ta định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc như sau. Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai mặt phẳng đó là góc vuông, mà góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng này. Và người ta kỳ hiệu hai mặt phẳng alpha và beta vuông góc với nhau là mặt phẳng alpha vuông góc với mặt phẳng beta, hay mặt phẳng beta vuông góc với mặt phẳng alpha. Kỳ hiệu vuông góc giống như lâu nay chúng ta dùng. Như vậy thì định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc đó là góc giữa chúng là góc vuông, có nghĩa là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng này là bằng 90 độ. Như vậy đến bây giờ để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc thì chúng ta chứng minh góc giữa hai mặt phẳng đó là góc vuông. Bây giờ chúng ta vận dụng kiến thức này để vào giải bài tập sau. Ví dụ thứ ba, cho từ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc. Hãy chỉ ra các đường thẳng lần lượt vuông góc từ các mặt phẳng ABC, ACD, ABD và từ đó suy ra các mặt phẳng ấy đôi một vuông góc với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một tứ diện có AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau như sau. Đầu tiên chúng ta vẽ tam giác ABC. Tam giác này vuông tại A. Sau đó từ A chúng ta dựng một đường vuông góc với mặt phẳng ABC, tức là đường thẳng này thường vẽ song song với cái lề giấy để chúng ta dễ quan sát. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ABC tại A chúng ta lấy điểm D. Kèm lưu ý rằng tứ diện thường, đỉnh của tứ diện, tức là đỉnh hình chóp, thường chúng ta chọn hai điểm, đó là điểm A và điểm D. Bây giờ chúng ta vẽ các cạnh bên. Chúng ta điền dấu góc vuông vào. Tứ diện ABCD có AB, AC và A
đế đôi một vuông góc với nhau, có nghĩa là từng cặp một vuông góc với nhau. Thầy soi hình trong không gian để các em quan sát. Tôi nhìn trên nhìn xuống, tam giác ABC vuông thể A. Và các tam giác DAC vuông thể A và DBA vuông thể A. Tứ diện như vậy gọi là tứ diện có ba cạnh AB, AC, AD đối một vuông góc. Nếu các em vẽ đỉnh A là đỉnh của tứ diện thì rõ ràng rất khó hình dung trong bài tập này. Và chúng ta nên dừng hình ở góc độ này để chúng ta giải bài tập cho đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra những đường thẳng lần lượt vuông góc với các mặt phẳng ABC. Các em thấy tam giác DAC là một tam giác vuông. Các em thấy tam giác ADC vuông thể A. Và tương tự như vậy tam giác ADB cũng vuông thể A. Hai tam giác này vuông, do đó chúng ta có DA vuông góc với AB và DA vuông góc với AC. Vậy DA vuông góc với mặt phẳng ABC theo định lý đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Như vậy chúng ta chỉ ra được AD vuông góc với mặt phẳng ABC. Và các em cũng thấy được tam giác ABC vuông thể A, tam giác DAC cũng vuông thể A. Do đó chúng ta có CA vuông góc với AD, CA vuông góc với AB. Do đó CA vuông góc với mặt phẳng ABD. Tương tự các em cũng có tam giác DAB vuông thể A và tam giác CAB cũng vuông thể A. Do đó BA vuông góc với AD và vuông góc với AC. Vậy BA vuông góc với mặt phẳng ACD. Vậy chúng ta chỉ xong các đường thẳng vuông góc với các mặt phẳng theo ý thứ nhất. Từ đó suy ra các mặt phẳng ấy đối một vuông góc. Bây giờ thầy chỉ ra cho các em thấy được là mặt phẳng ABC nó sẽ vuông góc với mặt phẳng ACD. Như lúc nãy thầy nói các em, DA vuông góc về mặt phẳng ABC và AB thì vuông góc về mặt phẳng ACD. Vậy thì góc giữa DA và AB đúng bằng góc giữa hai mặt phẳng ABC và ACD. Mà góc DAB bằng 90 độ, do đó mặt phẳng ABC và mặt phẳng ACD vuông góc với nhau. Lập luận như vậy thì chúng ta đã chứng minh ba cặp mặt phẳng từ ba mặt phẳng tô màu là vuông góc với nhau. Bây giờ thầy trình bày lời giải. Trước hết, các thầy chỉ ra các đường thẳng vuông góc với các mặt phẳng. Ta có DA vuông góc với AB. Và ta cũng có DA vuông góc với AC. Từ đây chúng ta suy ra DA vuông góc với mặt phẳng ABC. Như vậy chúng ta chỉ ra DA vuông góc với mặt phẳng ABC. Bây giờ chúng ta chỉ tiếp. Ta có BA thì vuông góc với AD. Ta cũng có BA vuông góc với AC. Từ đây chúng ta suy ra BA sẽ vuông góc với mặt phẳng ACD. Bây giờ chúng ta chỉ ra đường cuối cùng, đó là AC vuông góc với mặt phẳng ABD.
ta có CA vuông góc với AB. Ta có tiếp CA vuông góc với AD. Cảm nhìn trên hình vẽ. Thì ta sẽ có CA sẽ vuông góc với mặt phẳng ABD. Như vậy chúng ta chỉ xong các đường thẳng vuông góc với các mặt phẳng. Bây giờ chúng ta chứng tỏ rằng ý thứ hai là các mặt phẳng vừa nêu ở trên đôi một vuông góc với nhau. Bây giờ chúng ta chứng minh các cặp mặt phẳng vuông góc với nhau dựa vào định nghĩa góc hiện chúng bằng 90 độ. Ý thứ nhất, ta có DA vuông góc với mặt phẳng ABC theo trên. Đây là có BA vuông góc với mặt phẳng ACD cũng theo trên. Và chúng ta có tiếp, đó là góc BDA bằng 90 độ. Và cho giả thiết mà góc BDA là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng này. Mà góc giữa hai đường thẳng này bằng 90 độ có nghĩa là hai mặt phẳng này vuông góc với nhau. Vậy từ đây chúng ta suy ra là mặt phẳng ABC vuông góc với mặt phẳng ACD. Tương tự như vậy, chúng ta có tiếp BA thì vuông góc với mặt phẳng ACD. CA thì vuông góc với mặt phẳng ABD theo trên. Và chúng ta có góc BAC góc này cả bằng 90 độ. Cho nên từ đây ta suy ra hai mặt phẳng ABD và ACD vuông góc với nhau. Suy ra mặt phẳng ACD vuông góc với mặt phẳng ABD. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp các mặt phẳng còn lại. Đó là ta có CA để vuông góc với mặt phẳng ABD. Và có tiếp DA để vuông góc với mặt phẳng ABC. Và ta có góc CAD là bằng 90 độ. Tôi giả thiết từ đây chúng ta suy ra hai mặt phẳng ABD và ABC vuông góc với nhau. Như vậy qua ví dụ này chúng ta đã vận dụng chứng minh hai mặt phẳng vuông góc là hai mặt phẳng có góc giữa chúng bằng 90 độ. Mà góc giữa hai mặt phẳng được xác định bởi góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng này. Như vậy qua bài tập này chúng ta đã củng cố được góc giữa hai mặt phẳng. Để từ đó chúng ta hiểu hai mặt phẳng vuông góc là góc giữa hai mặt phẳng bằng một vuông. Như vậy qua bài hôm nay các em đã hiểu định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc và chúng ta đã dùng định nghĩa chứng minh hai mặt phẳng vuông góc. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy YouTube Lê Minh Đức GP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.